Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Trường hợp không kịp do số lượng học sinh sinh viên tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 29 tháng 12 và nộp hồ sơ trong tháng 1 năm 2024. Các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoàn tất việc đối chiếu, thanh toán tiền mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, đơn vị còn chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chưa được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.